Theo thông tin từ trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm sẽ thăm cấp nhà nước Trung Quốc từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 8. Một thông báo khác của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình sẽ hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thủ tướng quốc vụ viện lý cường ủy viên trưởng nhân đại toàn quốc trung quốc triệu lạc tế và chủ tịch chính hiệp toàn quốc trung quốc vương hỗ ninh sẽ hội kiến tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc lưu ý hiện nay trung quốc và việt nam đang tăng cường nỗ lực thực hiện kết quả chuyến thăm lịch sử của tổng bí thư chủ tịch tập cận bình tới việt nam cuối năm ngoái và việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai trung quốc việt nam có ý nghĩa chiến lược đã có khởi đầu tốt đẹp Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chọn Trung Quốc là quốc gia đầu tiên ông đến thăm sau khi nhậm chức. Điều này phản ánh ông coi trọng việc phát triển quan hệ giữa hai đảng và hai nước Trung Quốc và Việt Nam. Trung Quốc hy vọng thông qua chuyến thăm này, hai nước sẽ tiếp tục phát huy tình hữu nghị truyền thống, làm sâu sắc thêm việc xây dựng cộng đồng cùng chia sẻ tương lai giữa Trung Quốc và Việt Nam, cùng nhau đi theo con đường hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa với đặc thù riêng, cùng nhau thúc đẩy sự phát triển của xã hội chủ nghĩa thế giới góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước Trung Quốc từ ngày 18 đến 20 tháng 8, chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới. Ông được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước vào ngày 22 tháng 5 và đến ngày 3 tháng 8, ông được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 bầu giữ chức Tổng Bí thư ngay sau đó tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình đã gửi điện chúc mừng tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm trong đó nhà lãnh đạo trung quốc nhấn mạnh sẵn sàng cùng tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm dẫn dắt xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai việt nam trung quốc có ý nghĩa chiến lược cùng phát huy tình hữu nghị truyền thống củng cố tin cậy chính trị đi sâu trao đổi chiến lược thúc đẩy hợp tác thực chất dự kiến trong chuyến thăm tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm sẽ có cuộc hội đàm với tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình đây cũng là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo gặp nhau trực tiếp trên cương vị mới người đứng đầu đảng và nhà nước việt nam sẽ gặp các lãnh đạo cấp cao trung quốc cùng một số hoạt động quan trọng khác tại bắc kinh và quảng châu Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đang phát triển hết sức tốt đẹp. Chuyến đi cũng diễn ra ngay trước cột mốc hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025 hợp tác kinh tế thương mại đầu tư không ngừng đi vào chiều sâu thực chất và trở thành điểm sáng trong quan hệ hai nước việt nam trung quốc trong thời gian qua trung quốc liên tục duy trì là đối tác thương mại lớn nhất của việt nam và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của việt nam ở chiều ngược lại việt nam là đối tác thương mại lớn nhất của trung quốc trong asean và đối tác thương mại lớn thứ năm của trung quốc trên thế giới sau mỹ nhật bản hàn quốc nga năm 2023, thương mại song phương giữa hai nước đạt 171,9 tỷ đô la Mỹ. Riêng trong năm tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt hơn 77 tỷ đô la Mỹ. Thời gian qua, Việt Nam và Trung Quốc đã có nhiều thỏa thuận hợp tác song phương cũng như các hiệp định đa phương như Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Trung Quốc ACFTA, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP, Trung Quốc cũng đang thúc đẩy việc tham gia vào hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP mà Việt Nam là một trong những thành viên sáng lập. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lần này được kỳ vọng sẽ củng cố hơn nữa quan hệ khai nước, đặc biệt trong lĩnh vực chính trị, mở ra thêm nhiều cơ hội cho hợp tác hai bên vì lợi ích của hai nước, nhân dân hai nước và khu vực. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều 15 tháng 8 đã ra thông báo về chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng thời khẳng định Trung Quốc mong đợi chuyến thăm sẽ làm sâu sắc thêm việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai giữa hai nước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khoa Xuân Ánh chiều 15 tháng 8 cho biết, nhận lời mời của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm sẽ thăm cấp nhà nước đến Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 18 tới ngày 20 tháng 8. Trong một tuyên bố bằng văn bản gửi tới phóng viên VOV thường trú tại Bắc Kinh và đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn bộ này cho biết, trong thời gian ở thăm Trung Quốc, Tổng bí thư Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ hội đàm với Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Quốc vụ Viện Lý Cường, ủy viên trưởng nhân đại toàn quốc trung quốc triệu lạc tế và chủ tịch chính hiệp toàn quốc trung quốc vương hộ ninh sẽ hội kiến tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc đánh giá hiện nay hai nước trung quốc và việt nam đang gấp rút thực hiện kết quả chuyến thăm lịch sử tới việt nam của tổng bí thư chủ tịch tập cận bình cuối năm ngoái việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai trung quốc việt nam có ý nghĩa chiến lược đã có một khởi đầu tốt đẹp người phát ngôn nhấn mạnh việc tổng bí thư tô lâm chọn trung quốc là quốc gia đầu tiên đến thăm sau khi nhậm chức đã phản ánh đầy đủ sự coi trọng cao độ đối với việc phát triển quan hệ khai đảng hai nước trung quốc và việt nam trung quốc mong đợi thông qua chuyến thăm này hai nước sẽ tiếp tục phát huy tình hữu nghị truyền thống làm sâu sắc thêm việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai trung quốc việt nam cùng nhau đi tốt con đường hiện đại khóa xã hội chủ nghĩa mang đặc sắc của riêng mình cùng thúc đẩy sự phát triển của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa thế giới góp phần tích cực vào hòa bình ổn định và phát triển của khu vực và thế giới Ngày 14 tháng 8 tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Ban chỉ đạo đã họp phiên thứ 26. Trong 6 tháng đầu năm 2024, cấp ủy Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 308 tổ chức đảng, 11.005 đảng viên, tăng 34 tổ chức đảng và 1.055 đảng viên so với cùng kỳ năm 2023. Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 47 cán bộ diện Trung ương quản lý. Kiểm toán nhà nước đã cung cấp 89 hồ sơ, báo cáo kiểm toán và tài liệu có liên quan cho các cơ quan có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát. Từ đầu năm đến nay, cấp có thẩm quyền đã xem xét cho thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác, bố trí công tác khác đối với 14 cán bộ diện trung ương quản lý và 172 cán bộ diện cấp ủy địa phương quản lý về trách nhiệm người đứng đầu hoặc liên quan các vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực, trong đó có 5 ủy viên Bộ Chính trị, một ủy viên Ban Bí thư và 4 ủy viên Trung ương Đảng. Trong 6 tháng đầu năm 2024, trên cả nước đã khởi tố mới điều tra 2.836 vụ với 5.975 bị can về các tội tham nhũng kinh tế chức vụ, tăng 841 vụ 1.487 bị can so với cùng kỳ năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm 2024, các ban chỉ đạo cấp tỉnh đã quyết định đưa 107 vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực vào diện theo dõi chỉ đạo để tập trung chỉ đạo xử lý. Các cơ quan tiến hành tố tụng địa phương khởi tố mới 444 vụ án với 1.003 bị can về tham nhũng. Nhiều địa phương đã phát hiện xử lý nghiêm nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng xảy ra từ nhiều năm trước, khởi tố cả cán bộ thực diện tỉnh ủy, thành ủy quản lý, cán bộ lãnh đạo cấp sở, cấp huyện của địa phương. Điển hình như Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Thái Bình, Gia Lai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, An Giang, Bắc Ninh, Bình Định, Nghệ An. Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng ban chỉ đạo yêu cầu kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực theo đúng phương châm không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, truy tố một vụ cảnh tình cả vùng, cả lĩnh vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, phòng chống tham nhũng tiêu cực phải phục vụ phát triển kinh tế xã hội, không vì đẩy mạnh công tác này mà ảnh hưởng cản trở phát triển kinh tế xã hội. Từ nay đến cuối năm 2024 và những năm tới, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực phải gắn với việc tổ chức tốt đại hội đảng các cấp và đại hội lần thứ 14 của Đảng, không để lọt vào cấp ủy những trường hợp tham nhũng tiêu cực suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm kỷ luật của Đảng, vi phạm kỷ luật của Đảng, vi phạm pháp luật tập trung điều tra xử lý rứt điểm các vụ án vụ việc liên quan đến công ty aic xuyên việt oi tập đoàn điện lực việt nam tập đoàn thuận an phúc sơn vạn thịnh phát dự án sài gòn đại ninh lâm đồng và các vụ án vụ việc liên quan đến nhân sự đại hội đảng các cấp tập trung kiểm tra xử lý rứt điểm các sai phạm của các tổ chức đảng đảng viên liên quan đến các vụ án vụ việc xảy ra tại tập đoàn phúc sơn tập đoàn thuận an công ty aic Tăng cường kiểm soát việc thực thi quyền lực, xử lý nghiêm minh kịp thời các sai phạm, tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cũng tại phiên họp này, Ban chỉ đạo thống nhất kết thúc chỉ đạo xử lý đối với 7 vụ án, 5 vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và 11 vụ án thuộc diện ban nội chính trung ương theo dõi do đã kết thúc việc giải quyết theo quy định pháp luật.